Cũng do ảnh hưởng của bão số 6, mưa lớn đã khiến cho Quảng Trị ngập lụt trên diện rộng. Thống kê sơ bộ, toàn tỉnh có hàng trăm hộ dân, chủ yếu tập trung tại huyện Vĩnh Linh, bị cô lập do ngập lụt. Chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng đang khẩn trương triển khai các biện pháp cứu trợ người dân. Tại các xã Vĩnh Long, Vĩnh Sơn, Vĩnh Lâm của huyện Vĩnh Linh, nhiều thôn bị ngập lụt nghiêm trọng, nước vào nhà dân sâu từ 2 đến 2,5 mét. Hệ thống giao thông đường bộ bị tê liệt, nhiều khu vực bị cô lập hoàn toàn. Huyện Vĩnh Linh đã tiến hành di rời 730 người dân đến nơi tránh trú an toàn. Chính quyền cơ sở đã phối hợp với các hội đoàn thể tổ chức hỗ trợ nhu yếu phẩm, bảo đảm không ai thiếu ăn do mưa lũ. Ở các thôn có vị trí cao không bị ảnh hưởng bởi lũ, từ tối ngày 27 tháng 10, người dân đã tổ chức nấu cơm để kịp thời chia sẻ những suất ăn nghĩa tình. Ở xã Vĩnh Long đến thời điểm này thì theo thống kê sơ bộ ban đầu thì tầm khoảng 600 hộ dân bị ngập lụt, trong đó là có 200 trên 350 hộ dân đã phải di chuyển. Đến thời điểm này thì cơ bản là cung cấp một phần là cái nhu yếu phẩm cho bà con, thức ăn nước uống rồi là cả cái nhu yếu phẩm này. Thì huyện đã chỉ đạo các xã là phải kích hoạt phương châm 4 tại chỗ và kịp thời sơ tán người dân ở những vùng trũng thấp lên vùng cao. Huyện sẽ tiếp tục yêu cầu các thôn sử dụng các cái ghe thuyền, đồng thời cũng trưng dụng các cái tàu của bà con miền Thái để lên tiếp tới cái hàng cứu trợ nhu yếu phẩm thiết yếu cho bà con. Tỉnh Quảng Trị vừa chỉ đạo các địa phương tiếp tục rà soát số người bị cô lập do ngập lụt, có phương án cứu trợ kịp thời, tuyệt đối không để bất kỳ người dân nào bị đói do mưa lũ. Các lực lượng chức năng tích cực kêu gọi cứu trợ, triển khai các tổ nhóm về tận các thôn xóm, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho nhân dân.